quý vị và các bạn có thể thấy đây là mô hình nuôi bán hoang dã của trại chim Vũ Văn Thao thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại của bên mình là 01635305982. Thì đây là cái chỗ mà cống uống nước sạch ở trên, và đây là gì, cát ở trong. Thì kia là con chim mẹ, con chim mái. Còn đây là con chim trống. Con chim trống nó vừa gù xong. Thì ở phần không gian ở đây thì có hoa cỏ dại và có máng uống nước sơ cua. Như mưa nó tự đầy hoặc là mình vệ sinh thường xuyên. Thì thức ăn ở đây sẽ có cống ở trên, nhưng mà mình cũng sẽ để múa ở dưới để cho nó mang tính chất là tự nhiên. Thì các bạn có thể thấy là trên cái ổ chim non đây, tại cái con chim bố nó sẽ ăn và nó sẽ bón cho hai con chim non đang nằm ở trên ổ ở đây. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy hai con chim non đấy ạ. Mình zoom lại một tí. Hơi. Thì những cái cọng lá như thế này là những cọng lá thông, mình trồng mấy cái thông để lấy lá để cho chim cắp rác rất tốt. Chim uống nước. Chim này nó rất là thuần, nhìn cho các bạn, chim này rất là thuần. Ở bên mình thế mạnh cung cấp ra thị trường những cái cặp chim non, chim giống và những con chim sau khi nở tờ tòe nông măng thì mình sẽ mang ra mình bón. Đây là con chim bố, con chim trống. Các bạn có thể thấy hình ảnh của con chim này cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đó, đây là gia đình nhà chim. Đó. Đây là con chim bố. Con chim bố này là giọng thổ. Đó. Lên u con. Đó. Đó là những khoảnh khắc thật là tuyệt vời đúng không ạ? Ok.
trời lạnh chứ. Vừa lở xong. Không. Gà rừng đấy, yeah. Ừ, rừng 100% luôn đấy. Ấp bằng máy ấp, tự chế. Máy ấp chúng nó có rẻ không?
Hãy